Sáng qua tại Ủy ban Nhân dân xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 với chủ đề Hơi ấm mùa xuân, chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình Xuân tình nguyện được các cấp bộ đoàn hội trong tỉnh triển khai thường xuyên liên tục, tạo được những dấu ấn tiêu biểu, góp phần nâng cao vai trò vị trí của tổ chức đoàn hội, hình ảnh của thanh niên trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Xuân tình nguyện 2023 có chủ đề Hơi ấm mùa xuân là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua đó thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của tuổi trẻ đối với bà con nhân dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà cho bà con dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo và các gia đình chính sách, trao tặng 2 căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 200 lá cờ tổ quốc tại xã Thuận Minh với tổng kinh phí trị giá 250 triệu đồng. Đồng hành cùng chương trình Xuân tình nguyện năm nay có sự tham gia tài trợ của Hội Thiện nguyện Phan Thiết hỗ trợ 1 căn nhà nhân ái trị giá 70 triệu đồng và câu lạc bộ Hạnh nguyện hỗ trợ 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng. Cũng trong sáng qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương và Hội Từ Thiện Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tổ chức chương trình Tết Nhân Ái cho bà con đồng bào Rắc Lây có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Đoàn đã trao tặng 235 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm mì tôm, gạo, nước tương, đường, sữa, do Hội Từ Thiện Chùa Bồ Đề Đạo Tràng vận động các mạnh thường quân tài trợ với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Chữ Thập Đỏ, thể hiện vai trò cầu nối trong việc thực hiện các chương trình nhân đạo từ thiện, qua đó thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm và cộng đồng để giúp các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm mới đang đến gần.